Chào dạ, tất cả các bạn đã đến với tự học 3D Mình là Quý Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Blender dành cho những bạn chưa biết gì Trước tiên để làm quen với phần mềm Blender Chúng ta sẽ học cách thao tác vùng nhìn trên Blender Và cách tùy chọn cơ bản về vùng nhìn Thì trước tiên Bạn sử dụng chuột giữa để xoay camera 360 độ Và xếp chuột giữa để di chuyển cố định góc quay camera Và sử dụng con lăn chuột để mà zoom in và zoom out hoặc à, các bạn có thể sử dụng control chuột giữa để đẩy lên để zoom in và đẩy lùi xuống để zoom out khi đã quen các thao tác này các bạn sẽ dễ dàng xoay được và di chuyển các góc nhìn khác nhau để mà mình nhìn được vật thể và dễ dàng làm gì việc hơn tiếp đến chúng ta sẽ làm quen với cái góc nhìn khác trong blender ở góc nhìn này chúng ta gọi là góc nhìn đa chiều góc nhìn không gian 3D thì các bạn bấm phím ngã trên bàn phím của mình ta sẽ có lại các thao tác khác ở đây là tất cả các góc nhìn khác vì ở đây là góc nhìn chính diện con và các bạn bấm ngã tiếp tục để đổi các vùng nhìn khác nhau ở đây là left bên trái top nhìn bên, bên trên tương tự cái này là từ từ đằng sau và từ bên phải các bạn có thể phối hợp thao tác này bằng cách là các bạn để chuột vào cửa sổ như thế này nó sẽ có dấu cộng trên này và các bạn kéo ra chúng ta sẽ có thêm một cửa sổ nữa thì để tạo thêm nhiều cửa sổ nếu mà kéo từng cái này thì rất là phiền phức các bạn để chuột vào giữa hai cửa sổ như thế này chúng ta sẽ có một cái dấu tên hai đầu các bạn đích chuột phải vào nó chúng ta sẽ có một cái tách màn hình như thế này cú thì chọn hai đây là tách dọc màn hình và tách ngang màn hình thì chúng ta sử dụng phần tách ngang để mà nó cắt ra làm như thế này đấy chúng ta sẽ có bốn cái view nhìn như thế này thì ở view nhìn này chúng ta sẽ là view nhìn vertical để nhìn này chúng ta sẽ phối hợp là top xuống chẳng hạn. Ở đây chúng ta sẽ là font. Ở đây chúng ta sẽ là left. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng nhìn được các góc nhìn khác nhau của vật thể thông qua bằng cách phối hợp cửa sổ như thế này. Mà khi các bạn không muốn uống cửa sổ như thế này nữa, các bạn có thể sử dụng các bạn có thể cho nó lại thành một cửa sổ bằng cách để chuột trái lên lên đây nè. Để chuột lên đây nè. Các bạn bấm chuột phải đây sẽ có phần Join arena hoặc là swap arena. Swap tức là các bạn sẽ đổi hai màn hình lại với nhau. Đấy. Và Join arena tức là các bạn sẽ join màn hình bên này qua bên này thành một. Và tiếp tục như vậy cho nó lại. Cho nó lại. Cho nó lại tiếp. Và các bạn bấm chuột giữa để xoay góc nhìn đa chiều và chúng ta sẽ về lại cửa sổ ban đầu. Khi đã làm quen các thao tác đó, các bạn sẽ chuyển qua các cửa sổ làm việc khác của Blender bằng cách bấm phím Z. Ở đây là cửa sổ làm việc solid, tức là cửa sổ này chúng ta sẽ thấy được cái khói cơ bản mà Blender cho chúng ta là cái chất liệu cơ bản này nè. Ta sẽ thấy được hình khói của vật thể cách rõ nét nhất. Thể thấy khói của nó, ví dụ như cái đầu khỉ này đi. Bạn có thể dễ dàng thấy được cái đường vạch mãn như thế này ở cái cửa sổ này và cái cửa sổ tiếp theo chúng ta sẽ coi đó chính là cái cửa sổ wireframe Farm. các bạn bấm Z tiếp tục để mà chuyển qua cửa sổ wireframe thì khi qua cửa sổ wireframe các bạn sẽ thấy được chỉ toàn là lưới của cái object này thôi cái vật thể này nè thì ở cửa sổ này làm gì cửa sổ này chúng ta sẽ nhìn được những cái thứ ở trong ở trong cái model này ví dụ như mà nó bị ẩn ở trong đi và khi cửa sổ solid bấm Z về cửa sổ solid chúng ta sẽ không thể nào thấy được có thể nằm ở trong ta sẽ bấm về tổ Wi-Fi bằng cấp Z và kéo qua Wi-Fi bên trái như thế này đó chúng ta sẽ thấy được một cái khói bóc nằm ở trong thì chúng ta sẽ lôi nó ra ngoài được Để các bạn đó tác dụng của nó là như vậy nó có thể soi được những cái điểm trôi nổi khi các bạn làm model mà bị lỗi ở đâu đó và chúng ta có thể giải quyết nó bằng cách nhìn vào xuyên thấu như thế này sau đó các bạn bấm Z và về lại cửa sổ Solid xử lý được mô đồ tiếp đến là các bạn bấm Z này là cửa sổ làm việc material ở cửa sổ này chúng ta sẽ thấy được chất liệu của vật thể object này cách là các bạn gán cho nó là vàng bạc gì đó ở trên đây ví dụ như là ở đây đi mình gán cho là màu đỏ xanh và kéo lên là chất liệu kim loại trắng đi và ở đây mình rót giảm nó xuống thì các bạn sẽ thấy được cái chất liệu của nó như thế này ở cửa sổ này là chúng ta sẽ thấy chất liệu và màu sắc của vật thể mà chúng ta gán vào và các bạn bấm z lần nữa để về lại cửa sổ render cửa sổ này là chúng ta sẽ render hình ảnh real time tức là khi các bạn xây đến đâu cái view nhìn của chúng ta ở cái cửa sổ này nó sẽ render đến đó thì ở cái cửa sổ này chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh cuối cùng mà khi mà chúng ta làm xong pha và xuất ra chúng ta sẽ thấy được hình ảnh cuối cùng À, các bạn bấm Z để quay lại cửa sổ Solid là cái cửa sổ mà chúng ta thường xuyên sử dụng nhất trong Blender trong quá trình làm việc và các cửa sổ này là cái cửa sổ mà chúng ta thường xuyên sử dụng nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy có ích thì hãy like và subscribe. Xin cảm ơn.